Xin chào mọi người, hôm nay là tối, mùng 9 tháng 7 năm 2020. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714 nhé. Em tên là Sa ở Công Tâm và kênh của em là tên là Orchid Channel. Cái tên tiếng Anh mọi người khó có thể tìm ra được, cho nên là khi mọi người muốn biết thông tin và những mặt hàng của kênh em thì mọi người chỉ cần nhập vào số điện thoại của em là 0938203714 thì nó sẽ tự động ra cái trang của em nhé. Đó. Rồi em sẽ sau đây em sẽ giới thiệu một vài loại lan rừng của kênh em. Thứ nhất đó là quế trắng tháng 8, thứ hai là kiếm tiên vũ, thứ ba là địa lan luân, thứ tư là địa lan hạt đỉnh nâu và thứ năm là địa lan bạch hạt thunia nhé. Thì em sẽ giới thiệu quế trắng tháng 8 trước. Đấy, quế trắng tháng 8 thì hôm nay là được 8 hình và mỗi hình là 100.000. Riêng cái hình số 8 là 150.000 nhé. Thì cái hình mỗi hình em sẽ để số lượng cây nó khác nhau tùy vào cái độ lớn của cây. Quế thì mùa này nó đang ra hoa, đang ra ngầm hoa, cho nên là một số cây nó cũng sẽ có ngầm hoa. Tuy nhiên là nếu mà ra ngầm hoa dài thì nó sẽ dễ héo, còn nếu mà ra ngầm hoa nó ngắn còn ở trong nó thì nó vẫn còn tươi để mình về nhà mình ngắm hoa nhé. Và hơn nữa thì mình về nhà thì cái ngầm hoa của mình nó mình cũng không nên để ra nó ra dài nhiều vì nó sẽ dễ mất sức của cây. Nếu mọi người mới thuần thì mọi người nên cắt bớt cái ngầm hoa đi nhé. Đó, để năm sau mình dưỡng cây, để năm sau mình ngắm hoa. Và hoa của nó thì cực kỳ đẹp và thơm nha mọi người. Hình số 1 này, 2, 4, 6, 8, 10, 11 nhánh như thế này nhé. Đây hình số 1 đây ạ. Đó, 11 nhánh như thế này. 100.000. Hình số 2 thì 3 nhánh 100.000. Đây, vậy hoa này còn rất là xanh tươi này. Còn vòi hoa này thì nó có khả năng nó sẽ bị héo khi tới nhà mình này. Ba nhánh này 100. Rồi hình số 3. 2, 4, 6, 8. Đó, 8 nhánh nhé. Hình số 4. Được 4 nhánh như thế này. Đó. Đây, tất cả những hình hôm nay đều là quế xếp nha mọi người. Đó, quế xếp cây nó rất đẹp. Hình số 5, 3 nhánh 100.000. Đó. Đó có một vài lá nó bị gãy, bị mất. Đó. Nếu không thì nó sẽ rất là đẹp. Cân đối nó sẽ rất là đẹp nhé. Hình số 6 được 2, 4, 6, 8 nhánh. Đó, hình số 6 được 8 nhánh như thế này nhé. Rồi em sang hình số 7. Hình số 7 là những cái con kiến nhỏ thôi. Những số 7 kiến nhỏ thôi để mình về làm giống. Cái hình này thì được 20 nhánh như thế này, 20 ngọn như thế này này. Đó, mình có thể về ghép lên một, mình đánh lên một cái khúc lũa thì cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đó, rất thích hợp để mình ghép lên lũa. 20 con như thế này, 100.000 nha, hình số 7 nha. Rồi em sang hình số 8, 3 nhánh này 150.000 nha mọi người. Đó, quế xếp chữ V rất đẹp và nó có hai ngầm hoa này, đang rất là tươi này. Đó. Cái nhánh này thì nó có lỗi ở cây lá ngọn một tí nha mọi người. 150.000, 3 nhánh. Rồi tiếp theo xin giới thiệu với mọi người đây là kiếm tiên vũ. Kiếm tiên vũ thì hôm nay em được 5 hình. Đó. Thì lá của tiên vũ này là loại lá dài chứ không phải lá ngắn. Bản lá cũng khá là to. Bản lá khoảng 4,5 cm, 5 cm, có lá đến 5,5 cm nha mọi người. Hình số 1 là 100.000, 100.000 được 3 tép như thế này. Đó. Đây, bản lá rất là to nha. Bản lá này khoảng 4,5 cm, 5 cm này. Đó. Rồi, tiếp theo, hình số 2 là 150.000, một dề to nha mọi người. Dề này khoảng 2, 4, 5, 5 tép, dề này 5 tép. Và bản lá thì khoảng 4,5 cm này. Đó. Rồi tiếp theo, hình số 3. Hình số 3 là 100 nha mọi người. Đó, hình số 3 100. Đây. Đây, bảng lá nó như thế này.
ở trên này nó bị tét cho nên em cắt luôn này, chỗ này nó bị cháy, cháy này. Hình số tiếp theo, hình số 4 nhé. Hình số 4 cũng một dề 150 được 2 4 5 tép nha mọi người. Đó. Đây bảng lá của nó là 4 xăng rưỡi nhé. Đây, bảng lá đây. Tiếp theo là hình số 5 150, đó, cũng 150 được 2 4 6 tép nha mọi người. Bảng lá 4 xăng ti. Hình số 5. Rồi tiếp theo đây là đĩa lan lung thì 100.000 một hình nha mọi người. 2 4 6 7 củ. Đó, 100.000 một hình. Đây là hình số 2 ạ. 2 4 6 7 củ nhé. Mỗi hình 7 củ. Đó, hình số 1 và đây là hình số 2. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đây là bạch hạc thunia. Đấy. Bạch hạc thunia là cái loại lan cực kỳ dễ thuần luôn. Đó, nó rất dễ thuần này và sống rất là khỏe mạnh nhé. Cái loại này sống mạnh lắm. Đấy. Quang ở đâu nó cũng sống luôn á. Cái giai đoạn này là giai đoạn nó đang ra hoa. Cái loại này thì nó sẽ ra một chùm hoa ở trên ngọn như thế này nha mọi người. Đó, đang ra, bây giờ nó tàn rồi. Mấy hoa này nó tàn rồi này. Một chùm như thế này nó khoảng 3 đến 5 bông nhé. Hoa màu trắng và cái môi nó có một màu nâu đất, nâu cam á. Rồi ở đây thì cái thân của nó bây giờ nó sẽ vàng lá, nó sẽ phát triển tiếp tục nó sẽ phát triển thân, nó vàng lá và nó héo lá thôi, chứ nó không ra hoa được nữa, bởi vì một cái thân nó là một chùm hoa thôi. Và khi mà nó héo lá, nó rụng lá đi thì ở dưới mầm này nó mới phát triển, dưới gốc này nó mới phát triển mầm lên cho cây mới cho mình nhé. Đó. Và cái loại này cũng đặc biệt đó là cái mầm này nó có thể mọc ở trên những cái thân già này. Đấy. Nó có thể để ki ở trên thân già đây, cho nên là cái thân già mình nó có thể mình để dưới đất á, thì nó sẽ tự động nó sẽ lên mầm. Rồi đây mình trồng đất nha mọi người. Đó. Trồng đất hoặc là bột sơ dừa, bột cưa mình trộn vào một ít. Đây. Và tốt hơn hết là nơi nào mà nó hơi ẩm mát một tí thì nó cái loại này nó thích hợp với cái nơi đó. Đây. Một hình là 100.000 nha mọi người. Đó. Một hình là 100.000. Bây giờ là về là mình chỉ trồng lên rồi chờ nó vàng và rụng lá thôi. Khi mình rụng lá xong rồi nó sẽ ra cái mầm gốc ở dưới đây này. Đó. Một cái thân như thế này nó có thể ra được một hoặc hai mầm gốc. Đây là hình số 1 nhé, 100.000. Rồi tiếp theo hình số 2 là nguyên một dề đây. Đây là nguyên một dề này. Nguyên một dề này cũng 100.000 nhé. Rồi hình số 3. Đây, hình số 3 cũng 100.000 nè mọi người. Đây, 1, 2, 3, 4 này. 100.000. Rồi tiếp theo hạt đỉnh nâu nha mọi người. Đó, hạt đỉnh nâu một loại bông rất đẹp nở vào dịp Tết. Đó, nở vào dịp Tết, trước Tết, ngay Tết hoặc là sau Tết một tháng. Đấy. Nó từ khoảng từ tháng 1 dương lịch cho đến tháng 2 đến tháng 3 dương lịch, cái giai đoạn đó. Nó trong khoảng là tháng chạp thì đến tháng 2 âm lịch đó, thì nó sẽ ra hoa cái giai đoạn đó. Nhưng mà nó ra hoa vào mùa xuân. Hình số 1 100.000. Đây, một củ này, hai củ này, ba củ này, bốn củ này. Đó. Bây giờ mình chỉ cần cái củ này thôi nha mọi người. Đấy, củ này nó sẽ ra rễ và ra mầm cho mình. Hình số 2 cũng 100.000 được hai củ nhé. À, cái này có lá này. Đây là hai củ này, hình số 2. Hình số 3. 100.000 cũng hai củ nhé. Hai củ này. Khá là to. Hình số 4.
được 3 củ nha mọi người. Số 4 được 3 củ. Hình số 5. Hình số 5 được 2 củ, 3 củ. Hình số 5 được 3 củ như thế này. Hình số 6 được 3 củ. Hình số 6 được 3 củ nha. Hình số 7 được 2 củ. Hình số 7 được 2 củ này. Hình số 8. Hình số 8 một dề to. Đấy, một dề to như thế này, hình số 8 một dề to như thế này, 150 nha mọi người. Đấy, củ nó rất là to. Đấy. 150. Hình số 8. Rồi hôm nay em có được vài loại lan rừng, một ít lan như vậy thôi. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và tạm biệt mọi người ở đây.